Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái van 6 cổng trong cái hệ thống bể bơi người ta hay sử dụng. Ở đây có các cái chức năng như các bạn nhìn thấy đây đúng không ạ? Đầu tiên là số 1 là chức năng filter đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy chưa? Filter đây là chức năng lọc. Số 2 là backwash đây chưa? Các bạn nhìn thấy số 2 backwash ở phía dưới này, backwash được chưa? Chức năng này là chức năng rửa ngược. Chức năng số 3 là chức năng green, các bạn nhìn thấy chữ green chưa? Đấy, phía trên chữ green. Chức năng này có nghĩa là chức năng rửa xuôi. Ở bên này chức năng số 4 là chức năng xả kiệt, wash. Chức năng số 5 là chức năng đây, số 5 các bạn nhìn thấy không? Clarification đây này, đây. Đây là chức năng tuần hoàn không qua lọc. Đó. Và chức năng số 6 được chưa? Close khóa. Thì mỗi chức năng ở đây thì nó có một cái cách vận hành nó khác nhau. Đầu tiên ví dụ như là filter thì là điều chỉnh van 6 lọc này về filter ấy. Thì cái đường ống hút đáy và hút bể cân bằng mở 50%. Van hút này là van lọc cấp khóa trên từng bơm lọc cho nên là khi mà các bạn cái cách mà các bạn ấy làm ấy, ví dụ như là sau một khoảng thời gian là 2 đến 3 ngày tùy vào cái lượng lượng khách sử dụng ấy thì lượng nước trong bình bình lọc nó sẽ bị bẩn. Đấy. Cho nên là khi mà bị bẩn thì bình lọc này các bạn nhìn thấy là đây là có một cái áp suất này đấy. Áp suất này ở mức màu xanh là từ 0,5 đến 1 kPa. Đấy. Là nước nó sạch. Còn nếu mà từ nó đến cái độ màu nguy hiểm, màu cần phải xử lý tiến hành lọc là từ 1,5 đến 2 kPa. Còn đến mức mà mức đỏ rồi thì mức 2 đến 3 thì nguy hiểm cho thiết cái bình lọc này này. Bình lọc này của các bạn này nó đang bị rất là nguy hiểm rồi. Thì cách xử lý như nào? Chúng ta bắt đầu là chúng ta dừng hết bơm lọc. Sau đó chuyển van này chuyển sang cái chế độ bắt đầu mở cái chế độ lọc cho thằng này. Đây cái các bạn chuyển từ cái chế độ số hiện tại tôi đang để số 4 tôi sạc kiệt để tôi thay nước thì các bạn chuyển về vị trí số 1 được chưa ạ? Đấy là hệ thống của chức năng filter lọc. Chức năng số 2 là chức năng đây số 2 đây. Ở phía dưới chức năng hay sử dụng cũng rất là hay sử dụng. Để sử dụng chức năng này các bạn dừng hết bơm nhé, sau đó chuyển van từ 6 cửa sang chế độ watt back. Sau đó mở cái van thoát của hệ thống, kiểm tra bắt đầu hệ thống bơm lọc và bắt đầu các bạn khóa cái van hút đường ống ra. Được chưa ạ? Nước từ hút từ bơm hút để cân bằng để đây có một đường để cân bằng về đây. Đấy, đường vẫn đây 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 và qua đến cái hệ thống này thì rửa lọc. Thì cái này các bạn chỉ xử lý trong 4 đến 5 phút trong một bình lọc. Và theo dõi đây 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 nó có một cái van để các bạn theo dõi đây là xem nó đang bẩn hay đang sạch đây đây được chưa đây trái với lại rửa ngược là rửa xuôi thì đầu lọc xả của các bạn ấy trong quá trình lọc cát bị xáo trộn ấy thì còn một ít chất bám bẩn trong đường ống ấy, thì các bạn 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 tiến hành cái bước này thôi. Thì rửa xuôi nó cũng tương tự, các bạn dừng hết bơm lọc đang hoạt động, chuyển sang van 6 cửa sang Brin. Đây, Brin đây chứ, bạn nhìn thấy chưa? Chuyển sang 6 cửa sang Brin, sau đó mở van khóa của hệ thống, mở khóa thoát nước ấy, trên hệ thống ấy. Và mở tất cả các van khóa của ống hút của bơm. Kiểm tra và bắt đầu khởi động lại bơm lọc, thế là xong rồi. Quá trình này thường thường diễn ra trong vòng 1 đến 2 phút cho mỗi một bình lọc. Cho nên là cái quá trình thực hiện này mà ngoài ra là cái hệ thống của tôi đây nó hơi bé mà cái này hệ thống xử lý không đồng thời nhá. Các bạn xử lý hết con này xong rồi các bạn xử lý sang con này. Đấy, hai con mỗi con từng lần lượt một. Đối với cái chức năng watt xả kiệt thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Cái chức năng số 4 này này, các bạn chỉ cần khóa tất cả các van lại. Chỉ để một cái van chảy về này. Đây cái van về đây là van màu xanh xanh đây, đi về
và đi qua cái con bơm này, bật bơm lên, đi qua đây, qua con này, qua con số 4 và đi xả kiệt ra ngoài, cái theo cái đường màu vàng này xả ra ngoài. Đấy, cực kỳ dễ, không có gì về khó khăn cả. Đối với cái phần mà lọc không qua tuần hoàn ấy thì các bạn nên chuyển về cái mục số 5 ấy. Đây, các bạn nhìn thấy cái mục số 5 chưa? Sau đó thì các bạn kiểm tra và bắt đầu khởi động bơm lọc thôi, thì nó sẽ lọc không qua tuần hoàn và nước hút từ bơm hệ thống hút đáy ở bể ấy, đẩy qua cái van 6 cửa này, nó sẽ trả lại bằng đường cấp mà không qua một cái lớp lọc cát, còn không qua đây thì nó sẽ chảy trực tiếp qua tuần hoàn. Cái mục số 5 này đối với những cái nào mà đã cái bể nó rất sạch rồi nhá, thì mình không cần các phải qua lọc đâu các bạn nhé, nó tuần hoàn không qua lọc. Và chức năng cuối cùng là chức năng số 6 đây, khóa. Đấy, khóa thì trong trường hợp là các bạn bảo trì bảo dưỡng đấy thì các bạn ấn chuyển cái con này vào mục số 6. Đấy, rất dễ, các bạn chỉ cần đẩy lên kéo. Đấy, đây là lọc này, đây là xả kiệt này, đấy được chưa, đây là khóa này, được chưa? Các bạn chỉ cần đẩy lên như này, kéo lên rất là nhẹ, được chưa? Vâng, ở trên màn hình góc phải ấy, thì nãy giờ tôi đã chỉ cho bạn một cái hình ảnh nó nhìn nó dễ hơn để các bạn nhìn nhé, các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, các bạn có câu hỏi gì các bạn có thể đặt câu hỏi và tôi sẽ trả lời cho các bạn về cái hệ thống van 6 cửa này.